Ngày 22 tháng 8, Cục Cảnh sát Hình sự C02 Bộ Công an phối hợp cùng các cục nghiệp vụ Bộ Công an, Công an thành phố Hồ Chí Minh, Công an tỉnh Sóc Trăng, Công an Cần Thơ triệt phá thành công băng nhóm chuyên cướp giật tài sản ở thành phố Hồ Chí Minh và các tỉnh Tây Nam Bộ. Nhóm đối tượng bị bắt gồm Nguyễn Quốc Bảo Tâm hay gọi Tý Đô, sinh năm 1997, ngụ quận Gò Vấp, Lê Thái Bảo sinh năm 1995, ngụ quận 12, Vũ Hoàng Nguyên sinh năm 1995 Lê Ngọc Tấn sinh năm 1999 cùng ngụ quận Gò Vấp và Phan Thị Tuyết Nhi, người yêu của Tý Đô, sinh năm 2000 ngụ tỉnh Sóc Trăng. Trước đó, liên tiếp xảy ra các vụ cướp giật mà nạn nhân chủ yếu là phụ nữ có đeo dây chuyền vàng hoặc túi sách. Công an tỉnh Sóc Trăng đã xác lập chuyên án trinh sát bí số 522C, tập trung lực lượng, đấu tranh triệt phá, nhưng các địa phương đều gặp khó khăn trong thu thập tài liệu chứng cứ, tổ chức đấu tranh. Do đó, công an các địa phương đã có báo cáo đề nghị cục C02 hỗ trợ. Sau đó, cục C02 đã phân công đại tá Phan Mạnh Trường, phó cục trưởng trực tiếp chỉ đạo. Ngày 7 tháng 8, cục C02 cùng A06 công an tỉnh Sóc Trăng, công an tỉnh Cần Thơ đã bắt được tâm Nhi Bảo Nguyên Tấn. Khám xét, công an thu một khẩu súng dạng rulo cùng 4 viên đạn, hai vỏ đạn bốn sợi dây chuyền vàng trọng lượng khoảng 4 cây hai xe máy ba điện thoại di động và nhiều vật chứng liên quan đến vụ án qua xác minh tâm có một tiền án về tội cướp giật tài sản và hai tiền sự bảo có một tiền án về tội trộm cắp tài sản nguyên có hai tiền án về tội trộm cắp tiêu thụ tài sản tấn có hai tiền án về tội cướp giật tài sản nhóm khai do không có tiền tiêu xài nên lập nhóm đi cướp Tâm có nhiệm vụ lái xe máy cùng đồng bọn đi cướp, các đối tượng khác có nhiệm vụ hỗ trợ, cản địa khi bị người dân truy đuổi. Nhóm sử dụng xe máy gắn biển số giả và chọn các tuyến đường có ít người qua lại vào khung giờ sáng sớm, trưa, tối. Bước đầu, nhóm khai từ tháng 3 năm 2022 đến khi bị bắt đã gây ra hàng chục vụ cướp giật tài sản. Tỉnh Sóc Trăng 18 vụ, Cần Thơ 7 vụ, thành phố Hồ Chí Minh 1 vụ. Số tiền nhóm chiếm đoạt lên tới hàng trăm triệu đồng. Hiện cục C02 đang phối hợp cùng công an tỉnh Sóc Trăng, công an các địa phương liên quan mở rộng điều tra.